Cô, cái này mình bán lâu chưa vậy cô? Cái này mình bán lâu chưa cô? Lâu rồi, mấy chục năm rồi. Mấy chục năm ở đây rồi mọi người. À, mấy chục năm mà hai đời rồi. Hai đời. Mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ cô? 12 giờ trưa tới 7 giờ tối. 2 giờ trưa đến 7 giờ tối. Cô, bò này nó đã luộc sẵn rồi hả cô hả? À, cái này nó chín hết rồi, mình chỉ đụng lại cho nó nóng thôi. Tại vì bỏ vô cháo nấu á. Dạ. À, nó chín hết trơn rồi. Chứ không phải là có cái loại mà hải sản tươi sống ở đây có không? Không, không. Cái cháo này là cháo trắng hả cô? Cái này là cháo trắng nhưng mà có lòng bò ở trong đó nấu. Dạ, cháo trắng là có nấu lòng bò bên trong đó rồi. Còn gia vị thì sao cô? Gia vị để ăn? Gia vị mình phải nêm chứ. Phải tự nêm hả? À, tự nêm. Ra ngoài ăn nêm hay là cô không, nêm rồi? Không, không. Nêm hết. Căn ngày nào, mỗi ngày, mỗi căn nó có số lượng hết. Dạ. Lẽ muốn làm việc cái mãi thầy à? Đây là các cái lòng bò, sách bò này mọi người. Cô, cái cháo này xuất xứ của Tiêu Châu hả cô hả? À. Cái cháo này xuất xứ á. Xuất xứ. Của người Hoa. Dạ người Hoa. Dạ dạ. Ở bây giờ mình ra ăn thử á mọi người. Có một cái mật tử nữa.
đây là quán nó mở rất là lâu rồi, khoảng 2 đời, truyền qua 2 đời rồi mấy bạn. Thì nó có trên là 40 năm. Thì đây cũng là một địa điểm để mà chúng ta đến ăn cháo. Thì nếu mà mấy bạn nào thích là ăn cái món nước mà dễ ăn dễ tiêu á, thì ghé với cháo hầm này nha mấy bạn. Thì mình nói là nó nằm ở ngay ngã tư của Ngô Quyền và đó, ngã tư của Hà Công Quyền và Trần Quý nha mấy bạn. Nó thuộc quận 11 đó mấy bạn. Thì bán tầm 12 giờ trưa là có quán bán rồi. Cái quán nó là bình dân thôi, giá nó cũng là bình dân. Mấy bạn cứ ghé thưởng thức nha. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái tô đầu tiên đó. Càng cháo rất là diện có đàn thì rất là mịn luôn, nấu được rất là nhừ luôn các bạn coi, rất là nhừ luôn. Không có cái phần huyết nha mấy bạn, không có huyết cho nên thường thường mấy bạn sẽ thấy cháo nó hơi đặc. Cái phần này là đủ rồi, huyết thanh nó mình bỏ vô còn màu đỏ, còn cái này là không có, là cháo trắng thôi. Quán này nó nằm ngay cái đường Trần Quý với Hà Tôn Quyền đó mọi người. Đây, bên trong quán này. Đây mình quay cái toàn cảnh cái quán để cho mọi người thấy. Ngày vậy chắc bán mấy nồi á cô ha? Hả? Ngày chắc bán mấy nồi đó hả? À, bán 2 nồi dạ. Dạ. Một nồi nó không có nhiều đâu. Dạ. Có chút xíu có từ góc bên này hả? Bên đó là điệp trùng trùng bò. Vừa thấy cái nồi to nhưng mà một bên là nước rồi. À, bên nước nó trụng. Một dạ. Bên thì đựng cháo. Rồi con bưng luôn nha. Trên là mình thấy có hành nè, có gừng sắc nhuyễn với lại có bánh quẩy. Cái tô thập cẩm này thì có bò viên, có phèo, có dồi, có nhiều lắm, để lắm. Mình hỏi là mấy bạn thấy cháo không, đặc lắm á. Bây giờ mình mở lên coi trong đây nó có cái gì. Đây là cục bò viên nè, hồi nãy cô nói là bò viên này là tự làm, tự quết, có da heo, có dồi đây này mấy bạn. Quán này là mở cửa từ 12 giờ rưỡi cho tới chiều nha mấy bạn. Buổi chiều là đông khách nhất. Bây giờ mình chọn nó lên. Giờ mình ăn, mình cho miếng chanh vô. Mình ăn miếng chanh vô. Cho xí ớt nữa. Cho xí ớt vô ăn cho nó cay cay. Mọi người, cái tương này nó
có mua bò liền, giòn giòn dai dai sực sực. Mấy bạn có thể kêu thêm một chén bò viên riêng ăn nha. Mình nghĩ là ở đây mình ăn có thể ăn một chén bò viên khoảng 40 phút á, ăn là ấm ấm vừa miệng thôi.